Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với vlog của Gạo ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách ăn súp thưởng theo phong cách luxury nhé. Đây là một trong những loại súp mà mình thường hay ăn nhất nha các bạn. Cái gói màu xanh nước biển này là vị gà nè. Còn đây là vị cá ngừ. Và cái gói màu cam bên cạnh ấy là vị cá thu nha. Mình rất là thích ăn cái vị cá thu này. Tiếp theo, cái thanh đỏ đỏ này á, cũng là vị cá. Còn cái màu vàng bên cạnh ấy là vị gà. Thì ngày hôm nay mình sẽ ăn cái màu vàng vị gà này cho các bạn xem nha. Ok, vị của nó rất là tuyệt vời luôn. Và vâng, kính thưa tất cả các bạn, người ta có câu muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Đây, mình muốn ăn á, thì mình phải tự đi cắt, chứ không có ai rảnh mà cắt giùm. Cắt xong rồi thì mình đổ ra cái dĩa, rồi mình trang trí thêm một ít rau lên cho nó đẹp. Đó, thì mình đang ăn súp theo phong cách luxury mà, thì phải trải cái khăn đi ra cho nó giống ở trong nhà hàng. Đó, đẹp không? Đó, trải xong rồi á, thì bỏ cái dĩa súp lên. Cái gì cũng phải tự làm, chứ đừng có ngồi đó mà đợi người khác làm giùm. Xong xuôi hết rồi thì mình ăn thôi. Nè, cái này là cái quan trọng nè. Nhìn nha, mình chỉ làm một lần duy nhất thôi. Muốn ăn á, thì phải lè cái lưỡi ra mà liếm. Liếm nhiệt tình vào. Liếm tới đâu nút tới đó. Liếm từ từ, bình tĩnh. Đấy. Đó, các bạn thấy không? Các bạn cứ liếm xong rồi nút thôi. Liếm rồi nút, rồi liếm xong rồi nút. Cho tới khi nào mà xúc trong dĩa ăn hết á, thì mình ngừng lại. Ok. Đây này, đó. Liếm. Đó, rồi nút. Ok chưa? Đó, ăn cái này thì dễ mà đúng không các bạn? Mình tin là bạn nào cũng sẽ làm được giống như mình cả. Vì nó quá là dễ. Đấy, mình sắp ăn xong cái súp ở trong dĩa rồi này, thấy không? Sắp hết rồi, thấy không? Nhanh không? Nhanh không? Ồ, mạnh giỏi nha, mạnh giỏi nha. Xuất sắc. Đấy, thì mình cứ ăn cho hết nha. Đừng có bỏ thừa đồ ăn lại. Vì bỏ thừa lại thì sẽ rất là phí phạm. Đấy, giống như mình này. Phải liếm thì thật là sạch. Thấy không? Sạch luôn. Sạch chưa? Ok. Đó thì mình là một người rất là thích sạch. Kể cả ăn thì mình cũng phải là ăn sạch. Thế cho nên là việc mà vệ sinh sạch sẽ, tay chân sau mỗi lần ăn là việc không thể thiếu. Các bạn sau khi ăn thì phải nhớ rửa tay sạch sẽ nha. Sau khi vệ sinh tay chân xong rồi thì các bạn để ý xem là trên quần áo của mình có dính đồ ăn không. Thì mình liếm cho sạch. Nhớ là đừng có phí phạm nha. Đó, sau khi ăn xong rồi thì mình đi ngủ, ăn no ngủ kỹ. Đó thì video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Meo meo.